Estonia tố Nga khiêu khích. Estonia nói Nga khiêu khích khi cho rằng nghi phạm đánh bom xe khiến con gái học giả Alexander Dugin thiệt mạng đã chạy sang quốc gia Baltic này. Chúng tôi coi đây là một hành động nữa trong chuỗi rất dài những động thái khiêu khích từ Nga. Chúng tôi lúc này không còn gì để nói thêm, Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu nói với kênh truyền hình địa phương ETV. Estonia tuần trước hứng chịu đợt tấn công mạng lớn nhất trong 15 năm, sau khi di chuyển một đài tưởng niệm xe tăng từ thời Liên Xô khỏi khu vực biên giới với Nga. Ngoại trưởng Reinsalu cho rằng đây là hành động gây áp lực của Nga do Estonia thể hiện sự ủng hộ với Ukraine. Bình luận được ông Reinsalu đưa ra sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB ngày 22 tháng 8 xác định công dân Ukraine tên Natalia Pavlovna Vovka, sinh năm 1979, là nghi phạm thực hiện vụ đánh bom nhằm vào ô tô của học giả kiêm nhà bình luận chính trị Nga nổi tiếng Alexander Dugin ở Moscow, khiến Darya Dugina, con gái ông, thiệt mạng hôm 20 tháng 8. Sau khi thực hiện tội ác, Vovka gắn biển số Ukraine lên ô tô và đào tẩu qua tuyến đường ở tỉnh Skop để tới Estonia, FSB cho hay và cáo buộc tình báo Ukraine đứng sau sự việc. CNN dẫn thông báo từ Rainer Case, phát ngôn viên cơ quan biên phòng và cảnh sát Estonia, cho biết họ có thể chia sẻ thông tin về người xuất nhập cảnh ở biên giới, trong trường hợp pháp luật quy định, không phải vì những cáo buộc cơ quan an ninh Nga đưa ra trên truyền thông. Chúng tôi chưa nhận được thông tin hay đề nghị chính thức nào từ phía nhà chức trách Nga trong vấn đề này. Case cho biết, Bộ Tư pháp và Biên phòng Estonia chưa bình luận về thông tin. Một số học giả, nhà bình luận Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, Mikhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Volodymyr Zelensky, tuyên bố Kiev không liên quan tới sự việc và khẳng định Ukraine không phải là nhà nước khủng bố. Podolyak ngày 22 tháng 8 cũng cho rằng việc FSB quy trách nhiệm cho một phụ nữ cùng con gái 12 tuổi gây ra vụ đánh bom xe là hư cấu. Điều đáng ngạc nhiên là họ không tìm thấy thị thực Estonia của người phụ nữ này. Podolyak viết trên Twitter. FSB và Điện Kremlin chưa bình luận về thông tin. Truyền thông và giới quan sát phương Tây mô tả Dugin là một trong những bộ não tư tưởng của Điện Kremlin và có ảnh hưởng lớn đến Tổng thống Vladimir Putin. Ông từng làm cố vấn cho một số chính trị gia Nga. Trong khi đó, Dugina cũng là nhà bình luận chính trị có lập trường cứng rắn với phương Tây và về vấn đề Ukraine.